Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi EU trừng phạt lãnh đạo Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền. Ngày 3 tháng 7, AFI tiếng Việt cho hay, EU cần trừng phạt lãnh đạo Việt Nam thay vì cứ đối thoại nhân quyền. Theo đó, tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt HRW đưa ra lời kêu gọi vào ngày 4 tháng 7, một ngày trước đối thoại nhân quyền EU và Việt Nam thường niên vào năm 2024 sẽ được tổ chức ở Brussels tại Bỉ rằng EU có thể cân nhắc sử dụng các biện pháp trừng phạt để buộc Hà Nội phải cải thiện hồ sơ nhân quyền thay vì các cuộc đối thoại nhân quyền không hiệu quả. AFA cho biết, HRW cho rằng EU có thể cân nhắc biện pháp sử dụng hai hiệp định quan trọng là Hiệp định chung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam, viết tắt PCA, và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU để làm đòn bẩy buộc Hà Nội phải chấm dứt đàn áp nhân quyền dựa trên điều 1 của PCA tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền như một thành tố thiết yếu của hiệp ước, EU có thể đình chỉ hai hiệp định trên hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt khác đối với Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. Ngoài ra, AFA cũng cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền đề nghị EU có thể áp dụng các lệnh trừng phạt có mục tiêu nhằm vào các quan chức và tổ chức của Việt Nam chịu trách nhiệm việc đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống. AFA dẫn thông cáo của HRW nói rằng EU và Việt Nam đã xúc tiến trao đổi về nhân quyền từ những năm 1990 và đã có khoảng 20 cuộc đối thoại nhân quyền tính từ năm 2002. Tuy nhiên, từ đó tới nay, Việt Nam gần như không cải thiện một vấn đề nào được EU nêu ra. Thậm chí, việc đàn áp giới bất đồng chính kiến và xã hội dân sự còn trầm trọng hơn sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ năm 2020 khiến cho chính quyền Việt Nam tự tin hơn về cảm giác được miễn trừ trách nhiệm. AFA đề cập đến cuộc đối thoại năm 2023, hai bên cam kết cải thiện hơn nữa việc thụ hưởng các quyền dân sự và chính trị. EU đặc biệt nhấn mạnh đến quyền tự do ngôn luận và lập hội. Tuy nhiên, theo tổ chức theo dõi nhân quyền, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam không hề cải thiện trong năm qua, từ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam vào tháng 6 năm 2023. Việt Nam đã kết án 8 người vì lên tiếng phê phán chính quyền, trong đó có các nhà vận động dân chủ như Phan Tất Thành, Dương Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Lâm với các mức tù giam từ 6 đến 8 năm theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh đó, có 8 nhà hoạt động khác bị bắt với cùng cáo buộc như Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Chí Tuyến và Phan Văn Bách. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Bình, nhà cải cách công đoàn bị chính quyền bắt giữ. Theo AFA, chỉ một tháng sau cuộc đối thoại năm ngoái, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị mật 24, trong đó yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và an ninh ngăn chặn xã hội dân sự trong việc định hình chính sách của nhà nước và thành lập các nhóm đối lập chính trị. Chỉ thị được tổ chức dự án 88 tiết lộ cũng xác định việc thành lập các công đoàn độc lập là một vấn đề an ninh quốc gia cần phải được giải quyết, quán triệt, không để thành lập tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo vẫn theo AFA, Việt Nam vẫn chưa ký kết Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức. Cho dù trước khi Quốc hội EU bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU hồi tháng 2 năm 2020, Việt Nam đã cam kết cụ thể sẽ thực hiện việc này trong năm 2023. AFA cho biết thêm, SRW khuyến nghị EU tập trung vào 6 lĩnh vực ưu tiên liên quan tới tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam, bao gồm những người bị giam giữ vì lý do chính trị, giới hoạt động môi trường, tình trạng đè nén quyền của người lao động, tình trạng đối xử pháp lý không công bằng đối với các bị can và bị cáo hình sự, tình trạng hạn chế quyền tự do đi lại, đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi EU trừng phạt lãnh đạo Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời chưa đủ để có tư pháp độc lập. Ngày 2 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời với thể chế chính trị Việt Nam. AFA cho biết, theo quy định mới tại luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thẩm phán Tòa án Nhân dân sẽ có nhiệm kỳ suốt đời, khác với quy định hiện hành giới hạn thời gian nhiệm kỳ. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ rằng, Tôi rất tán thành với đề xuất bổ nhiệm thẩm phán suốt đời như là một trong những biện pháp cải cách tư pháp tại Việt Nam theo hướng đảm bảo tính độc lập xét xử của các thẩm phán. Tuy nhiên, vẫn phải hiểu rằng, chỉ trong phạm vi ấy thì vẫn chưa đủ mà phải có các biện pháp cải cách đồng bộ. Thứ nhất là phải bãi bỏ các cơ chế phi pháp luật đang can thiệp sâu vào quyết định của các thẩm phán, chẳng hạn như sự chỉ đạo của ban nội chính, cơ quan đảng và hợp duyệt án. Thứ hai, phải đảm bảo mức lương cho thẩm phán đủ sống, để thẩm phán không còn bị đồng tiền chi phối vào các quyết định xét xử của họ. Thứ ba là phải cấm các thẩm phán tham gia đảng phái chính trị để các thẩm phán có thể đưa ra các quyết định khách quan, chỉ tuân thủ pháp luật, không bị tác động, chi phối bởi lợi ích đảng phái chính trị. AFA dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, từng có 7 năm làm phó khoa trưởng Lincoln Law School of San Jose, nói về việc bổ nhiệm thẩm phán ở Hoa Kỳ. Trong hệ thống tòa án liên bang cũng như tiểu bang, khi một vị thẩm phán được bổ nhiệm thì nhiệm kỳ của họ là suốt đời. Một vị thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời sẽ không phải lo lắng cho công việc trong tương lai, không cần phải lấy lòng ai để mưu cầu cá nhân khi hết nhiệm kỳ. Việc của họ là bảo vệ danh dự cho chính bản thân họ bằng cách làm việc theo đúng hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Luật sư Duyên nói thêm, việc bổ nhiệm thẩm phán làm việc suốt đời có mặt hạn chế và đôi khi quan điểm của họ không còn phù hợp với xã hội thay đổi rất nhanh về mọi mặt, nên có thể ra những phán quyết lạc hậu. Và đây là hình một phiên tòa công khai nhưng kính ở Việt Nam. AFA dẫn tiếp là luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nói rằng điều đó phù hợp với chuẩn mực của quốc tế, đó là điều Việt Nam nên làm để có thể hội nhập với thế giới trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo với thể chế là độc đảng toàn trị. Cho nên, để bổ nhiệm thẩm phán có thời hạn 5 năm đến 10 năm hay bổ nhiệm thẩm phán suốt đời thì cũng không thay đổi tính độc lập cần có của một thẩm phán khi quyết định một bản án. Lý do là tất cả các thẩm phán đều là đảng viên và theo sự chỉ đạo của đảng viên, nên không thể mong chờ ở họ một sự độc lập nào trong xét xử cả. AFA cũng quan điểm của giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, cựu viện trưởng Viện khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp trả lời phỏng vấn trên báo Thanh tra rằng Ông Hạnh khẳng định tòa án Việt Nam không xét xử độc lập, thẩm phán không độc lập, không làm được gì, không mang lại công lý cho người dân mà chỉ mang lại cho cơ quan hành pháp, cho quan chức. Cuối cùng, AFA dẫn quan điểm của một luật gia ở Sài Gòn cho rằng thẩm phán Việt Nam thường là đảng viên. Trước khi xử thì chi bộ đảng đã định hướng xét xử. Hơn nữa, Việt Nam chưa có tam quyền phân lập mà đảng lãnh đạo cả tư pháp, hành pháp và lập pháp nên người thẩm phán chỉ là người cụ thể hóa định hướng của đảng bằng pháp luật mà thôi. Chẳng hạn ca nào xử bao nhiêu năm, điều quan trọng là quy trình bổ nhiệm ngay từ đầu chuẩn phải đáp ứng yêu cầu chủ quan và khách quan. Nếu bổ nhiệm nhầm thì rắc rối vô cùng. Mà ở Việt Nam, chủ tịch nước mà còn chọn nhầm, còn bị thay thế, huống gì thẩm phán. Do đó, theo tôi, quy trình bổ nhiệm phải đi với quy trình chế tài. Nếu sai, vẫn phải sửa sai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời chưa đủ để có tư pháp độc lập. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.